hành trình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023 của kỷ nguyên nhan sắc mới Miss Cosmo Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Tôi là Ngọc Châu, Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022 và chào mừng tất cả các bạn đang đến với buổi sơ khảo toàn quốc của Miss Cosmo Việt Nam, Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023. Và chương trình được công ty Unimedia cùng công ty truyền thông Bi phối hợp cùng sản xuất. Chúng tôi cũng mang đến cho các bạn một phần thi chưa từng có trong bất kỳ một vòng sơ khảo nào của cuộc thi nhan sắc trước đó. Với format sơ khảo hoàn toàn mới, Walk the Talk, các chiến binh Cosmo đã dâng lộ diện. Hãy bước ra nơi mà ta nhìn thấy yêu thương tự do. Chưa bao giờ quyền tự do ngôn luận được thoải mái thể hiện như ngày nay. Khi chỉ cần một chiếc smartphone và một tài khoản mạng xã hội, ai cũng có quyền tự cho mình là một phóng viên. Tham vọng sẽ tiêu cực khi chúng ta bất chấp lợi ích cá nhân. Liệu có ai sinh ra đã là tài sắc vẹn toàn? Time's up. One. Sự đổi mới của năm nay thì rất là hấp dẫn, bởi vì khi mà các bạn bước vào, các bạn đã có một cái sự chuẩn bị luôn và các bạn thể hiện bản thân mình bằng cách là các bạn nói luôn. Giang có đùa với ban tổ chức là nếu mà Giang và Hen hay là Khánh Vân mà thi vào năm nay chắc là cũng sẽ rất là gặp nhiều khó khăn. Hoa là một người cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và xã hội nên Hoa cũng mong muốn sẽ tìm thêm những cái nhân tố mới và hướng các bạn trẻ đi theo những cái công việc giúp ích được cho cộng đồng. Với hai mùa mà vô cùng thành công và đặc biệt của Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 và 2022, thì khi nhận được lời mời quay trở lại với Hoa Hậu Hoàng Vũ 2023, Phương cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc. Những người dám phá vỡ quy luật để trở nên khác biệt thì luôn luôn có cơ hội để có thể chạm tay đến những điều đặc biệt. Các bạn thí sinh nên tập trung vào sự lắng nghe bề ngoài, lắng nghe bên trong bản thân. Hai, phản hồi. Cách mình thể hiện thông qua giọng nói, cơ thể, cảm xúc. Đứng trước những cái sự cám dỗ đó thì em luôn luôn là một người giữ quan điểm, lập trường, kiên định. Và để ngày hôm nay em đứng ở đây là một người độc lập, tự chủ, tự tin, mạnh mẽ, tiên phong. Đại diện cho kỷ nguyên Cosmo Việt Nam 2023 sẽ là một cô gái thật chân thành, luôn cố gắng, luôn nỗ lực. Là một cô gái bản lĩnh, dám thay đổi. Cả gia đình đi lên một con thuyền và con thuyền đó có em, có ba, có mẹ và có em trai. Không may là thuyền đó bị chìm thì cái người đầu tiên em cứu là ai? Em làm như vậy, em có suy nghĩ cho chị không? Có nhiều bình luận ở trên mạng xã hội đó là truyền hình thực tế hãy để cho Cao Thiên Trang cân. Thì em suy nghĩ như thế nào về những bình luận như thế này? Cái việc em nên làm cho bản thân em bây giờ đó là chiến thắng chính bản thân của mình, chứ không phải là danh hiệu Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Em nghĩ là em không thể thực hiện nó vào ngày mai được. Đón xem Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 năm 2023, độc quyền trên YouTube chính thức Uni Network, sử dụng giải trí Vion, 20 giờ 45 phút trên YouTube Be Entertainment,